Đây này, một cái nồi toàn là lòng gà. Đấy, đây các bạn nhé. Đây, món dồi đây. Rồi đây là rồi lòng già nhỉ, lòng già. Còn đoạn khấu đuôi chị này không thấy bán nhỉ? Bán chín nó đắt hàng nên không hộ này. Bán ở đâu? Vẫn bán 170 em quay. Vẫn bán ở trên đấy à? Hôm nay khá lâu mình không ăn món lòng của chị Tú Uyên. Hôm nay thì lên trên này mua và chia sẻ với các bạn một chút. Đây, đây là đầy đủ các loại lòng của chị đây rồi. Nắng như này là phải dùng đá chị nhỉ? Đá này. Một cái nồi này à, đây này, một cái nồi toàn là lòng già. Nhìn ngon nhỉ? Vừa mới ra lò. Thế hôm nay đấy, đây các bạn nhé, đây món rồi đây. Xóa đi. Ba mươi cân. Đúng rồi. Đây nó rồi này. Rồi nó cứ mềm như này. Nhân và văn văn là kia là cái này nó có nhiều loại rau. Dạ. Còn cái bánh là cái mỡ nào xe hay là không? Nhà em không làm thế chị, nếu chị muốn ăn. Vừa bán mấy khách bắt đầu mới dọn đồ ra. Ra dây. Ra dây để riêng hả chị? À. Chàng này. Nhiều chàng nhỉ? Đợt này nhiều chàng đấy. Đây, vừa lòng non ngon nhỉ? Đây này, lòng non ngon chưa? Lòng nhiều thế rồi. Lâu lâu review một tí. Lâu lâu đi ăn, không phải review một tí. Tầm này các cô đến đây mua cũng rất là nhiều các bạn nhé. Chị đang với tầm đông khách. Alo. Ơi. À, xuống ba ăn cơm đi. Quay nào, tôi đi Lạng Sơn được rồi, tôi đọc phải đi ăn của ông. À thế à? Nhỉ?
À thế à? Miền Nam dạy nghề à? Dạy nghề. Hay à? Là chuyến xa đấy. À. Ê. Các bạn là vào xong thì 2 ngày. Thích quán cháu lòng quá. Bây giờ vào quận nhất mở trong đấy hoa. Ôi giời, nếu mà mở trong đấy là đúng là nhiều nhỉ. Trong đấy dân nhậu là nó cũng nhậu nhiều hơn. Nhậu nhiều hơn ngoài Bắc mình. Bắc mình cũng nhậu nhiều nhưng mà không bằng trong Nam. Hay là người trong đấy họ ăn ít. Trong đấy có nhiều giá nhỉ? Lòng cho giá nhiều. Lần lượt xếp hàng. Kia là đến chơi đến sau đấy. Cứ thế là xếp hàng. Ai cũng vội mà. Ai cũng vội về nhà ăn cơm tối nhỉ? Ra tiếp lại ra tiếp. Đúng rồi đấy, đúng quán rồi. Đúng hợp. Đây, chỗ này chống giày đây. Anh làm nó phải từ từ. Theo yêu cầu của gia đình là toàn người thân yếu. Ăn lắm, ăn rồi nhiều hơn này. À, không, dạ. không lấy sụn này. Không sụn, lấy rồi, không sụn. Rồi nhiều hơn là, rồi là người gan và cái lòng này cũng lấy ít thôi, ít đấy. À, chủ yếu là rồi bác nhỉ. Cái này về nhà có nhắm tí gì không anh? Không, ăn cứ phải có tí rượu. Hôm nay đi lên cho thằng con trai nó lên cùng đâu nên là muốn cả gan. À thế à? Tối về nó chạy. À thế nhỉ? Thoải mái. Giờ có người lái là thoải mái nhỉ? Không, nói chung là uống rượu là phải tuân thủ các bạn. À đúng rồi, chính xác, phải có người lái mới được. Chứ uống rượu vào mà lái xe mệt lắm. Vừa sức khỏe của mình đúng không? Nói chung là bây giờ là chiếc xe là không thể đua được rượu. Vâng. Bây giờ mẹ nó làm mấy chục triệu mà. Bây giờ mình nghỉ hưu rồi này à. Trong lương thì lấy được ra. Tay kia là... Lấy dạ. Không mua, không mà là quay nhiều thế. À cháu có chứ, tí nữa mua sau. Anh biết chưa là chiếc mà lấy được. À không, bây giờ bác cứ lấy đi. Cháu thì chắc là phải lấy sau cơm. Đoạn này mới là đoạn ngon, đoạn dày. Không, anh biết rồi. Anh sành ăn được không? Cái này thì phải. Là mét. Mét. Tính được mét cho nó nhanh nhỉ. Đây là mét. Canh dồn mỡ. Cái này bác chân luôn hay bác về đó? À phải chân hết luôn, anh về chỉ cần ăn. Đúng rồi. Lấy thái là... với mấy ông anh về, đâu là về luôn. Không cần mang ra đĩa đâu, cái này là chưa luôn. Đúng rồi, về bác là bỏ ra đĩa ngay. Không thể rửa đĩa. Chỗ đấy là bao tiền rồi? 108. Ờ. Canh ít dồn mỡ nhé. Độc mỡ rồi. Anh là các cụ không ăn được. À. Thế là em chọn cho anh cái bé như này nhá. Đấy. Đấy biết gì đấy. Vâng. Nói chung là đi lại chơi này cứ gặp chú Thái này là chỗ nào cũng ngon. Lên phát là đương bố vợ với mấy ông anh vợ ra đấy mẹ quán nhắm buổi sáng luôn. Anh vợ đâu được. Phải lên tay ở Lạng Sơn tay quay quán đi ngoài. Thử mới biết được không bác? Chắc chắn đấy. Mình lên đến nơi không lộ. Lên đến nơi không lộ. Và hai lần thì hết. À vâng. À. Đây, đang đến lượt mình đây rồi. Anh lấy rồi đi. Rồi mỡ. Em cho anh độc lòng mỡ nha. Làm không mỡ là về các cụ không ăn. Có đoạn là không mỡ. Đấy nhỉ. Chứ là một chậu nhất ở đây nó chỉ giống nhau vậy ạ. Không mỡ nào. Cái đoạn đấy cái chậu là cái chậu người ta pha chế là giống nhau rồi. Không mỡ. Ở dưới nhà anh mà anh đi ăn là mỡ nó phải coi cho mép rồi cơ. À thế hả? Em cứ về Mỹ Đình anh có gọi là nòng và chính. À. Anh ở chỗ nào Mỹ Đình ở đấy? À bên sở bên kia. Sở nó ở ngoài thương mại này. À dạ. Sở này thương mại đấy. À. Em nhà ngoại đấy. Ừ.
Thế là hôm nay trên lên trên này chơi đấy. Ừ, anh lên trên này liên tục. À dạ. Tháng lên 4 lần luôn, bố vợ ông chở. Lên thì ông cho tiền. Lên thì mới dẫn đi ăn được. Ăn thử. Trước quán cao cho các quán đậu tôm xong lại học lại đấy. Ừ. Quán cao lòng đấy. Cho về cái là cho ra đĩa là xong. Các bạn nhá, vừa mới về nhà rồi. Mua rồi về nhà. Lâu rồi mình không ăn rồi. Nên hôm nay thèm nên lên mua về để thưởng thức cũng như là chia sẻ các bạn một chút. Đây nhìn thấy không? Rồi chị một trong những món ăn được rất là nhiều người lựa chọn để ăn, rất là ngon. Đây. Nước chấm thì mình pha rồi, nước mắm chị chuẩn bị cho đầy đủ rồi. Ớt này cũng như là quất. Làm mời các bạn nhá. Làm miếng đi. Thơm á, nhồi cái lá, các cái loại lá vào trong rất là thơm, ngọt, cái lòng già ấy, ăn béo. Đây các bạn nhá, làm miếng nữa đi, ngon quá. Đây. Nhìn thấy không, rất ngon. Chấm với nước mắm chanh thì tuyệt vời rồi. Nhìn thấy không, rất ngon. Thôi các bạn nhé, thì video của mình xin tạm dừng đây. Đây, món dồi của chị rất là ngon. Bạn nào chưa từng thưởng thức thì ghé lên khu đồ ăn chín ở trên Bắc Sơn để mua về thưởng thức một lần nhé. Video của mình xin tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo. Bye bye.